say thank you very much. You is a city famous in the world after all of it. Thank you all of you. It's for today. You have the time to come and do other things. And I will say thank you. We want have the place to activity the Vietnamese community center, and for the young generation, we get together activity and the Vietnamese community. Mr. Văn Cường, and one of you introduce the community where the young group will have a some. I invite all of you
ban bố đã khổ. Thì trong những cơ hội này đó, ông Thị Trường có thể tuyên bố cái khu này, cho đặt cho cái tên khu này. Và sau khi tham khảo với nhiều người đó, thì tôi thấy rằng vì không phải lý do tên nước thành phố này, thành phố đã và từ thơ với phố gì cả. Có một mình người đến đầu tiên tại Vancouver đó, là những người tại Sài Gòn. Cho nên cũng một tiếng là mình cũng đặt cái tên lên Sài Gòn, đến sinh Sài Gòn là Sài Gòn Cộng. Vậy có thể Sài Gòn Vancouver đó, nhưng mà nếu mà Sài Gòn nhỏ. Thì những câu hỏi này nếu ông học thì vừa có thể với sự ấm thì có thể vợ ông đi với con hộ đó thì cho đặt cái tên này là họ để tham dự khách máu để mong chẳng hơn. Hoan hô bà chủ. Thank you.